không phải leo leo này, cái leo này là gọi là cao cấp. Cao cấp là tại vì trong ngũ quán, ngũ giáo chỉ quán của tổ đó, ha, thì tài liệu này là cái quán cuối cùng. Cái kia để như là mình tóm lại mình học cái như là xong. À, cho cái vị là đậu. Bữa nay mình học chưa chắc bữa nay là giảng tới cái này, thấy không? Như vậy dễ coi cho biết là cái loại mà quán cuối cùng của mình, nó tổng chỉ quán cuối cùng của Hoa Nghiêm. Ha, bây giờ phát ra đi. Nó gọi là Hoa Nghiêm Tam Bộ Môn trong ngũ giáo chỉ quán. Ngũ giáo chỉ quán là một cái tác phẩm của tổ thứ nhất, tức là Pháp Thuận Đại Sư. Thì ngày chia cái giáo pháp của Phật ra là năm quán. Quán thứ nhất là quán pháp ngũ ngã vô quán, tức là cái quán của Minh Nguyên Thủy, có ngũ uẩn mà không có ngã, cái quán Minh Thủy. Rồi hai đó là sinh mà vô sinh quán, tức là quán thì tánh không. Của đó là Đại Thừa Thủy Giáo. Rồi quán thứ ba là lý sự vô ngại môn. Là quán là tất cả các pháp nó nhập nhau. Cái quán thứ tư là quán gọi Thiền Tông. Nó gọi là ngữ quán gì đó, ngưng đặt hết, tức là tất cả các pháp không giờ không còn mở miệng nói được gì đó đó. Nó gọi là ngữ quán xong tuyệt môn, tức là mở miệng cũng không được, quán cũng không thấy luôn. Tất cả các pháp dừng đặt, cũng như là bên cái những người chứng ngộ Thiền Tông như nó không còn nói năng gì được, nó vượt ngoài hết rồi đó. Và cái quán cuối cùng thành tựu mà Hoa Nghiêm muốn trình bày là cái này, Hoa Nghiêm Tam Muội Môn. Và cái phần này là tôi tách một cái phần cuối thôi, cái phần đầu nó dài quá đi. Đại khái đây là tác phẩm đầu tiên trước khi mà nói về Hoa Nghiêm Tông á. Thì ngài Pháp Thuận làm một cái phán giáo, tức là ngài nói ra cái cách tu tập của tất cả những tông phái mà họ đặt khi chứng giác ngộ đó, là năm môn quán, và ngài chỉ từ cách vậy đó. Và cái này là cách cuối cùng, là cách là tông chỉ của Hoa Nghiêm Tông. Thì mình cầm cái này đi, đây mà một chút xíu nếu mình có cơ hội thì mình sẽ từ từ mình nói tới cái này. Cái này thì quý vị học không rày là nói sơ rồi biết liền thôi. Thì đó cũng có gì khó, không rày đã học hết rồi. Tại mình giải về tổng cương á, thành nó đem giáo lý Hoa Nghiêm đã nói từ từ vô những cái từ từ kia như vậy đã biết hết ra rồi, thấy không? Hôm nay mình nói tiếp về cái bữa học bữa thứ tư á, nó có hai cái triết lý mà khiến cho tất cả các pháp nhập dòng pháp. Chẳng hạn như một cái tượng Phật á, thì nó cũng có thể là tượng Ngọc Hòa Thượng Đế, Ngọc Hòa Thượng Đế cũng nhập vô đây, và cũng có thể là tượng Chư Thiên. Rồi có thể là tượng Hoàng Pháp, rồi có thể là tượng Quan Thế Âm, hay là tượng Phật, tức là mỗi trong một pháp nó có thể là nhập vô biên pháp giới vào trong một pháp. Thì cái tâm của mình, tại vì cái tâm mình chắc nên mình thấy không có toàn diện trong một bản thể của một pháp. Mình nói là Phật cho dễ tưởng tượng, tại có Phật trước mặt. Đó, mình không ngờ rằng là không những con Phật thôi mà ngay cái ly, cái đồng hồ vừa nhập toàn bộ pháp giới của chư Phật nằm trong này. Tức là trong này nó có Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Vô vì bản thể hồi nào tới giờ cái pháp của vị đang nhìn nó có thật, mà bản thể nó không có, nó không có cái gì để mà có thật trên, nhưng mà nhiều bài giảng về tướng không mình đã học rồi đó, nó thực sự nó không có cái gì hết á. Chính tâm của mình trụ chấp vào pháp môn nào thì cái pháp đó hiện ra. Thành thử ra thí dụ như người đang sân hận á, Đức Phật sẽ đứng thành cục đá trên luyện mình, chứ không còn là Đức Phật cái gì nữa hết trơn á, thấy không? Đó, thành thử ra đó, mình học cái tinh thần của pháp giới mà duyên dung của Hoa Nghiêm đó, thì mình sẽ hiểu là tại sao Đức Phật thần thông diệu dụng, tức là trong một pháp mà Đức Phật có thể biến hóa ra tất cả các pháp được. Thực sự hồi nào tới giờ bản thể pháp nó vậy, tại vì mình nhìn một góc, nhìn một khía cạnh mà khiến cho các pháp nó không có tự tại được. Cái không tự tại được không phải là bản thể của pháp, mà tính là bản thể của mình bị chướng ngại.
thì cái quan nghiêm tâm mũi môn mục đích nó phá cái chướng ngại đó, nó phá nát cái chướng ngại đó, để cuối cùng khi mình nhập vô trong cái thể quán được thì mình sẽ thấy được là trong một Phật này nó sinh ra vô lượng vô biên công đức, nó sinh ra vô biện vô biên thần thông, nó sinh ra vô lượng vô biên tam muội, nó sinh ra vô lượng vô biên trí tuệ. À, chứ mình không còn nhớ mắt một cảnh giới nữa. Khi mình thoát một cảnh giới, mình nhập vào cảnh giới chư Phật thì mình thấy là nào ra nào ngờ là hồi nào tới giờ mình có đầy đủ hết giống như chư Phật gì mình không biết. À, thực sự ra là tất cả pháp môn nó tập để nó phá cái rào cản ngăn chặn mình không thấy cái đó thôi. À, cái đó là Thiền Tông nó nói hoài đó, tôi cũng nhắc lại cái câu mà lúc mà tổ Bên Năng vừa đắc đạo đó, nói là nào ngờ trong tâm mình đầy đủ các pháp, nào ngờ trong tâm của mình hằng thanh tịnh, nào ngờ trong tâm của mình, nghĩa là ngài nói đu sử có vô lượng vô biên công đức, ngài nói thẳng luôn. Vừa nghe lục tổ Hoằng Nẵng mà thuyết kinh Kim Cang xong là ngài mở cái tâm ngài ra, ngài thấy trong sơn hà đại địa chư Phật công đức thanh tịnh mình có hồi nào tới giờ rồi, nhưng mà bị cái rào cản chướng ngại mà không thấy được. À, thành ra khi mà vô tới Quan Nghiêm Tâm Muội Môn á, cái phần này là phần cuối, nó phá hết tất cả cái chấp của mình. À, thành ra trong này nó đặt ra hai vấn đề là phá cái chấp hiện thời của mình và hiển bày cái thật cho mình thấy. Thấy không? Nó thành ra trong này đó, nó nói là mình nói cái gì tổ cũng nói sai hết rồi. À, nó gần như ba phải vậy đó. Trong này nó nói là các pháp duyên khởi, tức là các pháp mà do nhân duyên hợp thành đó, có hay không? Thì tổ nói không. Thấy không? Thì người ta mới nói rằng là tại thực sự duyên khởi đâu có. Ví dụ như A do B, C, D thành lập thì có nghĩa là không có A mà chỉ có B, C, D thôi vậy. Phải không? A do thằng B, C, D thành lập tức nghĩa là chỉ có B, C, thực sự A nó không có, có B, C, D. Thấy không? Đó, cái pháp duyên khởi sở gì nó thành không là tại gì mà đặt tên thôi. Cái gì? A, B, C, D thành lập, thành ra cái A. Thì mình muốn gọi cho nó dễ thì mình đặt tên một cái A tượng trưng cho nó là B, C, D thành lập. Chứ thực sự mà nhìn vô thì chỉ có A, B, C, D thôi à. Nếu mà có pháp A mà do B, C, D thành lập, cũng như cái nhà mà do cột kèo kia thì cái nhà là danh tự ta đặt. Chứ thực sự ra cái gì có cột kèo rồi thôi. Nhưng mà nếu mà diễn tả ra một vật được gọi có cột, có nhà, có cửa thì người ta dài quá. Người ta mới đặt ra mình một cái là cái nhà. Hay cho mình dễ cho mường tượng, đó là một sự trong thế gian họ đặt để mà họ nói chuyện thôi. Chứ thực sự ra A mà do B, C thành lập thì thực sự chỉ có A, B, C, D. Hay rồi lấy cái thằng A thằng B đi mình coi lại đó thì thằng B cũng do là thằng IDF thì thành lập, có những cái cửa lấy ra rồi cũng khung cửa kiến gì đó thành lập, thì thực sự thằng B nó cũng không có nữa mà chỉ có IDF phân tích riết thằng nào cũng không có rồi đó, là khá như vậy đó. Cái nói tinh thông là như vậy. Thành ra trong này á là thường thường là mình chắc vì chắc nên mới tổ mới làm cái luận này, cái quan niệm tâm mũi quán này, tức là quý vị nói cái gì cột mắt đó đó. À, thì đặc xá đại khái là mình có một cái là có không thì ba phải, tức là vừa có vừa không, và có một cái đó là đi vào đoạn diệt, tức không chắc gì hết, tức là không có mà cũng không có không, thành nó tổ bác hết. Thành nên nhiều trong cái này có gì đọc nó nhiều khi nó rất là mâu thuẫn, trong khi trong mặt trộn tổ rồi ngày đổi tụng này có giảng sơ cho mình cái này, nhưng quý vị theo mấy giờ bài học cũng rài thì tự nhiên quý vị nghe coi giảng này quý vị hiểu liền. Chẳng hạn như hỏi là các pháp do duyên khởi, tức là cũng như cái nhà do cột, do kèo, do mái, do rằm, do cửa vân vân, do tường nó thành lập, tức là do duyên khởi, tức là do những nhân duyên tạo thành, thì có hay không có. Cái nhà như mình nói cái nhà có không có thì người kia nói là có. Cái người thường thường của mình á, người mình thấy là có. Thì tổ nói không. Tổ nói là có phải có hay không thì con nói không. Thì anh kia anh mới căn cứ vào chỗ không đó, anh mới nói là vì cái nhà có phải là không có không. Ông nói cũng không. Ông nói làm sao cho cái chấp trước của mình nó phá tan nát hết thì mình mới nhập vô cảnh giới quan nghiêm được. Thì ông kia ông mới nói là vì cái nhà đó là có của vị bác mà không có của bác, vì cái nhà có phải là không cũng không phải là có cũng không phải là không không. Thì khổ nó cũng không. Không rồi bây giờ nó làm sao, nó nói là vậy thì mình phải phá bỏ cũng phải có cũng phải không. Thì chỉ có một cái là cái nhà vừa có vừa không. Bà phải không? Thì tổ nó cũng không. Thành cái gì đi vào cái quan nghiêm vậy rồi đó. Là cái gì đó cái gì cũng đặt hết trơn á. Mà cái gì cũng trúng hết trơn á. Mà trúng có một phương diện nè. Thấy không? Thành ra chỗ mới nói không. Tại vì mình nhìn có đủ phương diện đó. Nhưng phương diện có mình quên mất cái khổng nó ẩn. Thấy không? Thành ra muốn bác mình không á thì cổ cũng nói không. Mà muốn cho mình có thì cũng chỗ nó tổ nói có là tùy theo cái mình chấp. Thành ra qua cái phần sau á thì tổ lại ngược lại. Phần sau đó là các pháp
giờ dựng khởi không phải khó phải không, còn nó khó thấy không, rồi cái gì nghĩa là bốn cái câu trả lời sau ngược lại hết tất cả những câu trả lời trước mà tỏ ra lý luận nào mà cái nào cũng có lý gì đó. Thì thực sự ra cái đó mục đích cái quán này đó để cho nó phá cái rào cản mình dính, chỉ có phá được cái đó mới thấy tất cả các pháp nhập vô một pháp. Trong một pháp có thể diệu dụng tất cả những công đức, diệu dụng tất cả sự thanh tịnh, diệu dụng tất cả những pháp môn. Trong một chữ nó nhiếp hết tất cả các chữ. Chẳng hạn như bên tạo tới chữ vô là chữ đại quán. Chữ vô tức là chữ tiền quán vô, tức là trong chữ đó nó nhiếp tất cả pháp tạo trong. Bây giờ quý vị mà lấy bất cứ chữ gì, như lấy chữ diệu, chữ vô để là của thiền tông, là thiền tông nó phá tướng nó lấy chữ vô. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy chữ diệu của bên Bồ Tát Hạnh, cái hàng diệu pháp Luân Hoa Kinh, lấy chữ diệu quán tất cả hạnh viên mãn đó. Một tông thường lấy chữ A, chữ A thường thường là tượng trưng cho tánh không. Lấy chữ A để mà nhắc A có nghĩa là không, không vậy đó, nhưng mà đại khái là để, nhưng mà trong cái A nó diệu dượng vô lượng thần biến đó. Tức là bây giờ thực sự mà lấy chữ nào nó cũng diễn tả được tất cả các pháp. Nhưng mà tại vì từ trong cái chữ đó nó có cái bản nghĩa nó sẵn, thành ra dễ quán thôi. Thấy không? Thành ra thành tựu ra sau này lấy chữ Phật để quán nó cũng thành. Thấy không? Đó là khái như vậy. Thì bữa hôm mình đang nói nửa chừng về cái sự viên dung vô ngại của pháp, tại sao nó thành tựu được cái viên dung vô ngại này mà chư Phật thành tựu tịnh giới, thì mình mới nói rằng là trong muốn cho cái tất cả các pháp, một pháp mà bỏ vào trong tất cả các pháp ha, mà một pháp nó hiện diện trong tất cả các pháp. Tức là trong cái gì ở đây là đang hiện diện tôi hết. Mà không đang hiện diện thì không tránh hết. Không những gì mà đang diện hiện ông tổng thống nào đó, là ở nước nào tổng thống đó. Và đồng thời ông tổng thống đó mặc dù không gặp quý vị nhưng nằm trong thế giới là đang hiện diện quý vị trong đó. Tức là trong một pháp nó vô, nghĩa là nó dung nhiếp hết, không có chướng ngại gì hết đó. Thì bà hỏi mày nói là nguyên tắc không có chướng ngại đó là do hai nguyên tắc. Một nguyên tắc đó gọi là tương nhập, tức là các pháp nhập vào nhau. Thì trong tương nhập đó, nó có ba cái phần để mình phải giải thích. Là các pháp đồng thời câu khởi, tức là cùng một pháp mà nó hiện ra vô lượng cái động tùy theo cái tầm nhìn của mình. Chẳng hạn như ông Phật này, người có biết là Phật Thích Ca đó, thì trong cái tâm của họ là thấy Phật Thích Ca ở trong này. Còn như một cái người nào chưa biết Phật, ta chỉ lấy thấy đây là một cái tượng trang trí, thì tượng trang trí không nghĩa Phật Thích Ca mà nó là cái tượng. Còn cái người mà nghệ nhân á thì thấy là một khúc cổ. Thì thực sự ra người nào thấy cũng viên mãn đầy đủ. Trong nghĩa là khi họ thấy khúc cổ tức là họ không thấy Phật, mà cổ không thấy là một cái tượng trang trí. Còn chẳng hạn như mấy người thờ cúng đó thì họ không hiểu rõ Phật pháp đi, thì có thể họ thấy cái Phật Thích Ca này là một vị Bồ Tát, hay là thấy Phật Thích Ca này tại vì họ không rõ Phật pháp nên họ biểu tượng họ nắm dẫn, hay là thấy Phật Thích Ca này là một Phật Dược Sư, hay là thấy Phật Thích Ca này là một vị Thiền Sư đang ngồi thiền. Thì thực sự ra không có chướng ngại gì hết, trong Phật Thích Ca nó hiện bao nhiêu tướng mà không có cái tướng nặng ngại hết, mà đồng thời cái thấy đó không ngặn ngại cái thấy khác. Tức là ví dụ như mình đang thấy Phật Thích Ca là Phật Thích Ca, thì người khác thấy Phật Thích Ca là Phật là Phật Dược Sư thì vẫn thấy trọn vẹn Phật Dược Sư trong này, mình vẫn thấy trọn vẹn là Phật Thích Ca trong này, mà không có cái chướng ngại nào hết. Tức là một pháp đồng thời câu khởi, tức là cùng một lúc nó hiện ra vô lượng tướng, tùy theo cái tâm của người ta chấp người ta dính mắt. Đức Phật thì không dính mắt, nên trong này thì Phật thấy vô lượng, vô biên thế giới, vô biên chư Phật trong này cùng một lúc Phật thấy, còn mình thấy là tùy theo cái trình độ của mình. Trong cảnh giới cao thì thấy Phật đúng như vậy, đứng cao như vậy, hay còn Phật thấp thấp thì sẽ thấy theo cái loại, cũng như là cũng làm cái cục đá, cái cục tượng dùng để làm những chuyện khác, cái gì đó. Ý nói là cái pháp tương nhập á, là do cùng một lúc cảnh giới sanh khởi mà nó không có chướng ngại nhau. Thực sự ra mình tranh cãi nhau á, là tại vì mình bị chướng ngại của mình. Thành ra ở dưới Phật Thích Ca này là một vị, chẳng hạn mà nó thượng đế thì cũng được, nó sẽ ra là thượng đế, không có chướng ngại gì trong này hết đó. Thì khi mà cái tương nhập á, thì phải hiểu ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là đồng thời câu khởi, tức là trong một pháp nó hiện ra vô lượng vô biên pháp nào không đó, nhưng mà nó cùng hiện diện một lượt, tức là khởi lên một lượt mà đồng thời không có chướng ngại. Mà tại vì mình cái nhìn mình thấy á, là mình thấy một pháp trong một lúc, rồi ai giải khai được cái đó là mình chắc lên tầng cao, là mình thấy cái pháp đó thêm cái khác, nó phá hoàn toàn cái cũ của mình.
Hồi xưa chắc là mình cho Phật Pháp là thấy Phật Thích Ca là một cái tượng đang thấy đẹp thôi, mình không có lòng tin, không nghĩ Phật thật. Nhưng thôi mình đi hoài, cái niềm tin mình mạnh thì mình nhìn Phật Thích Ca là một vị Phật thật. Thực sự lúc đó mình đã phá tan nát cái quan niệm ở dưới của mình rồi. Nó không phải là một cái tượng vô nghĩa lý nữa, mà nó sự kính trọng, mình không dám để chỗ sai trái gì, sợ hoàn toàn đủ thứ hết á. Thành thử ra trên một cảnh giới cao thì nó phá nát cái nhìn của phản cảm thế giới, hay là nó hàm dung luôn cái cảnh giới phía dưới. Tức là người khác, nhưng mà thấy người khác chưa học Phật, đó Phật Thích Ca thì mình biết, nhưng mà chấp nhận hả, mà mình không có đã phá, nhưng mà trong cái định kiến cũ của mình đó, thì mình đã vượt qua một tầng giới khác, mình nhìn được tầng giới dưới. Nhưng mà mình nói với người, cái người ở tầng giới rằng Phật Thích Ca là có thật bạn hiện nhìn trong này thì họ không chấp nhận. Tại lý do tại sao? Tại họ dướng mắt trong cái thấp của mình, thành ra một cái cảnh giới cao đôi lúc mâu thuẫn với cảnh giới giới. Và người bình thường họ nhìn á thì họ tưởng mình là phá nát hết cái quan niệm cảnh giới, tức là mình phá luôn một trật tự trong xã hội. Mấy thầy mấy tổ định nghĩa đó, ở trên một cảnh giới cao không có nghĩa là phá nát cái trật tự của cảnh giới giới, mà chấp nhận cảnh giới giới, hay mà mình phớt trương và khai triển cảnh giới giới một cách định vị nó cao hơn, nó rộng hơn, nó rõ hơn vậy thôi. Cái đó mình nói rõ để cho đừng có thấy sự xung đột giữa trong cái nhìn của các pháp, tại vì mình chấp thôi. Thì đầu tiên lòng tôi có khởi kỳ rồi, mình dạy rồi, cái này nhắc lại thôi cho những người mới. Đồng thời tương nhập. Đồng thời tương nhập á, tức là trong một pháp này nó chứa tất cả pháp khác. Cái tương nhập dễ thí dụ nhất á, là mình nói là thí dụ như mình lấy cái kiến á, hay là một cặp kiến đó mình để ở đây, thì mình thấy là trong mặt kiến mình hiện hình chỗ này, tức là cái hình của mình nó đang nhập trong này. Tại vì mình cho hình mình là một cái gì thực thể, và cái hình ảnh trong này là cái gì nó hư vọng, nên mình cho không phải là ai. Nhưng mà chư Phật nói ngay cái bản thể của mình ngồi đó, chư Phật phân tích ra nó cũng không phải là thực thể. Thực sự ra hai cái hình này bản thể đều không thực thể hết á. Nhưng mà nó tương nhập, tôi dẫn dụ một cái cho dễ thấy, tức là hiện giờ ở đây quý vị đang tương nhập trong cái bàn này nè. Nhưng mà tại vì cái bàn này nó không có công năng như có cái mặt kiến để nó chiếu được cái cảnh đó. Hay như tôi nói là bản thể quý vị đang tương nhập trong ly nước này nè. Nếu trong ly nước này mà cái mặt ngoài xanh này tôi làm bóng hết để thành mặt kiến á, thì sẽ thấy hiện trong này. Nhưng mà cái gì chất men này đó, mặc dù nó tương nhập vô, mà chất men này nó cũng như là nó không có cái công năng để mà nó rọi được cái đó ra cho quý vị thấy, thành ra quý vị không thấy nó nhập vô. Chẳng hạn như mình thay cái này bằng một máy chụp hình, nó có cái mặt kiến thì quý vị sẽ thấy nhập vô, tức là tản thể pháp hồi nào bây giờ quý vị đều nhập vô nó hết rồi đó. Ngay Đức Phật kiểu gì đang nhập vô trong hết tất cả trong này, tất cả đạo trường này Đức Phật thu nhận hết trong tất cả tâm của Ngài trong này. Hai là ngay cái đồng hồ này, tất cả pháp gọi đây đang nhập vô trong pháp này. Nếu đồng hồ này nó có cái công năng mà nó có thể nó diễn tả được cái đó như là cái mặt gương á, thì quý vị sẽ thấy rằng có gì nằm đó. Thành thử rằng sau này Phật gia đó, nó có như sau này những người mà điều tra tội ác đó, họ tới đó, họ chụp hình mấy góc cạnh, như họ về họ so nó, họ so lại, họ lòi ra những diễn ám sát ở trong đó. Thực sự có pháp đang nhập trong tất cả cái này nè, mà pháp gia bây giờ họ đang làm như vậy, và họ tìm tội ác bằng cách là sao cái hiện trường họ lại chụp kinh một vài cái cạnh gì đó, hay rồi nó phản chiếu trong vòng trong đó, họ tìm được cái đó. Nhưng mà bây giờ đang chưa đạt được những cái nghĩa là rõ ràng phải để một góc cạnh nào mới nhìn thấy được đó, thì họ làm hết tất cả những góc cạnh, họ vọng rằng những hình ảnh phản chiếu trong phòng nó dặn dội qua dội lại qua lại, do một cạnh nào mà trình độ họ chụp được thì họ thấy cái cảnh mà trong cái phạm tội nó như thế nào, vậy họ ghi người đó vẫn còn ghi hình ảnh trong đồng. Và những bậc già họ nói rằng là nếu mà cái tốc độ của vào kỹ thuật á mà đi nhanh hơn ánh sáng á, thì họ sẽ bay vượt qua cái sự phản chiếu của ánh sáng, thì họ chụp được cảnh quá khứ. Ánh sáng nó đang đi vậy nè, họ vượt qua được thì họ sẽ bắt được cái ánh sáng này. Đúng không? Nhưng mà giờ tại vì ánh sáng đi lẹo á, họ đi về sau nó không chụp được cái cảnh đó. Cái cảnh nó có rồi thì nó vẫn vô lượng vô biên, nó rội trong không gian và nó đi mãi nó mãi vậy đó. Cái máy nào mà đứng trước nó chặn lại thì họ sẽ lấy được cái hoàn cảnh cái đó. Thì nguyên tới đồng thời tương nhập đó là bản thể hồi nào tất cả các pháp nó đều duyên khởi với pháp khác vô trong này. Mà mình không biết, mình chỉ cần nhờ dụng cụ nào mình mới biết nó là đang nhập trong này thôi. Thấy không? Thành ra thì tổ thường thường lấy dụng là mặt gương, cái dụng mặt nước để thấy là chứng tỏ là mặt trăng, mặt trời, tinh tú, thành vũ hà, mặt mình đều hiện trong nước hết. Để mà diễn tả rằng tại mặt gương nó có năng lực, nó là một cái năng lực mà để cho mình thấy được. Mà không phải riêng mặt nước, cái núi nó cũng có cái nó mình cũng đang nhập trọng, nhưng mà nó không có cái cảnh giống như gương để mình thấy. Đại khái vậy đó, tức là khi mình nói là các pháp dung nhập
thì tổ minh dụ mấy cái để cho mình hiểu. Nhưng mà khi trí tuệ của chư Phật vượt qua hết tất cả những rào cản, cái này nó bị rào cản của men nè, bởi vì không thấy thôi. Hay nếu mà cái rào cản này nó phá và nó thành tấm gương trong sáng thì bởi vì thấy nó nằm trong này. Hay như cái hoa này đó, nó đang nhập hết tất cả những hoạt động mình trong này, mình không thấy. Hay như khi cái hoa này đó bây giờ nó có một cái công năng giống như là cái máy chụp hình thì bởi vì thấy. Thành thử ra là trong cảnh giới của chư Phật đó, nó vượt qua hết tất cả rào cản, tức là nó không có những lớp men này nữa, mà trong suốt những gương á, thành là bao nhiêu cái quý vị làm, bao nhiêu cái quý vị suy nghĩ, bao nhiêu cái quý vị thành tính đối với Phật, rồi Phật cảm nhận hết. Không phải nghĩa là gì trong suốt những gương, nghĩa là đang nhập đây là không phải chỉ nhập anh Lộc hay là nhập tất cả một người nào trong này, mà toàn bộ gì đều nhập trong này hết, cũng như cái máy chụp hình mình chụp một cái là thấy hết các người xung quanh vậy đó. Thành thử ra tất cả chúng sanh mà động niệm là chư Phật đều biết. Đó là mình nói cái tương nhập để cho quý vị dễ cảm giác là tại sao năng lực thần thông chư Phật rất là khủng khiếp. Mà mình thì mình không có được cái vậy, là mình bị những cái lớp men, lớp rào cản này nó cản hết. Thì bốn cái trạng thái mà kia là đồng thời tương nhập, đồng thời câu khởi và đồng thời tương dung. Tương dung có nghĩa là sao? Tức là chứa, không có loại trừ. Nó chẳng hạn một cái vật này đó, thường thường nó không phải khi nó ngồi đây để mà nó dung nhập cái gì, nó nói anh Lộc nó thấy này kiểu xấu quá, lội ra không, trong này là có hết mà trừ cái này ra, cái đó là không có dung. Thí dụ như không có dung, tương dung là gì? Là chứa tất cả mà không có một đặc tánh loại trừ bỏ một cái pháp nào hết á. Thành ra trong dưới này khi mà tương nhập á, là pháp ác nó cũng nhập, pháp thiện nó cũng nhập, tâm lành nó cũng nhập. Thành ra Đức Phật một niệm nhìn vô thấy mình bị chướng ngại ở đâu, mình ác chỗ nào là thấy hết, chứ không có, nó không phải là chỉ ngập những cái gì nghĩa là thích hợp với nó thôi, thấy không? Thành ra Đức Phật tổ nó cũng như là mặt gương hay là mặt nước, đại khái nó có những cách là khi mà nó phản chiếu hình ảnh là nó không loại trừ bất cứ hình ảnh nào. Cũng như là khi chư Phật mà thanh tịnh mà tâm không còn cái bản ngã làm rào cản nữa đó, không có chấp trước nữa đó, thì trong tâm Đức Phật nó rỗi hết cả sơn hà đại địa, rỗi hết tất cả các tâm của vị đang nghiêng tưởng với ngài, dầu rất là yếu hay là cực kỳ mạnh, trong tâm chư Phật có năng lực, nghĩa là cái cũng như là cái máy chụp hình mà gọi là có những cái mình gọi là cái chùm rất là lớn, thành nó một cái nhỏ xíu cũng nhập trong nữa. Đây là bạn mời mời chơi cho bọn. Không còn đó nữa thôi, còn nhiều không? Ai chưa có? Dạ, hai người này vẫn chưa. Còn nè, còn nhiều không? Còn nhiều không? Thì khi mà cái sở dĩ dương dung vô ngại nó hai nguyên nhân, một nguyên nhân á, một cái mà nguyên nhân mình có thể giải thích được, tức là cái đồng thời cái tương nhập, còn một nguyên nhân á, không cách nào giải thích nào được. Thì hôm nay mình đang nói thêm cái đó, đó là tương tức á, nhất là cái này tức là cái này tức là cái này, thì cái đó thực sự ra trong cảnh giới mình không cách nào mình chấp nhận được hết. Giờ tao nói cái này cái này nó tương nhập thì mình có vẻ mừng tượng, phải không? Tại vì nó tương nhập nên có vẻ nó là cái này, không, rõ ràng là hai cái khác nhau, nhưng mà mình nói đồ vật thử gì còn dễ tưởng tượng, thấy không? Tôi nói chẳng hạn, tôi nói ở câu hỏi góc đó là câu này đó mới là khó chịu. Thấy không? Rõ ràng là mình thế nào chứ hai, tôi nói cái anh này ngồi đây là tôi. Rồi cái chuyện đó là mới là một cái chuyện là cái giáo lý Hoa Nghiêm mục đích nên nó giải khai cái này, là muốn giải khai cái này nè. Còn tương nhập còn giải thích được. Thấy không? Còn cái này thì mà cái này ví dụ như cái khô này là một sinh nhật hữu tình mà là nó qua. Cái đó mới là khó chịu, không? Đó hay là cô này như vậy, ha, là cái nhà. Thành ra tôi muốn chữa bệnh cô này, tôi cứ lợi cái nhà, tôi chữa góc nào là cô này hết bệnh. Thế mà cứ Phật đã làm vậy rồi, Bồ Lô Quang nó làm vậy rồi. Thế không? Bồ Lô Quang thì quý vị bởm nói là mà anh Hưng đi xác nhận đó, là Bồ Lô Quang nó có một cái thuật, quý vị chặt chân đặt tay nó đóng cái đinh trong cái tượng nó nhổ ra gì hết nè. Đó là mà đã chữa biết bao nhiêu người rồi. Thế không? Bồ Lô Quang nó nhiều cái chữa là hay lắm, ví dụ như quý vị làm cái gì đó, nó lấy hình nộm rồi nó dặn cái là hết xong rồi. Thế không? Tức là sao? Quý vị là hình nộm. Đó, thành ra mình nói là những cái thuật mà của vị thần á, mà nó còn làm được mức độ đó, cái trạng giác của chư Phật á, tất
cả pháp ấy, tức là một pháp. Mình thấy cái đó là mới là họ siêu, tức là giờ tất cả quý vị, rồi tất cả những Diêm La Pháp Vương, tất cả đế thiên đế thích gì, tất cả chư thầy ở đây cuối cùng là đó à. Đó, là đó là cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới vô vô ngại, thì phải giải quyết được cái vấn đề, giải quyết được cái vấn đề tương tức. Cái này tức là cái kia. Cái này tức là cái kia, thấy không? Thành ra nói là toàn bộ tất cả các pháp trong thế gian này nó là hư ảo hết, bản thể nó chỉ là một pháp thôi. Thực sự đó là pháp tánh không. Thực sự nó dùng cái linh đạo, nó dùng pháp tánh không để nó giải quyết cái đó. Nó phải chia tất cả các pháp phải có một đặc tính. Cái đặc tính đó, tại vì mình bị chấp vào nghiệp nên mình thấy nó thật, thực sự hồi nào tới giờ nó chưa hề có. Cái bản thể nó là tánh không. Bây giờ đó, bây giờ mình giải, mình mới giải, mới đầu mình bữa nay đó mình sẽ giải quyết từ từ là cái vấn đề tương tức này nè. Nó tại sao mà mình không cảm nhận nổi, mà phải tới một giai đoạn nào mình phá nát hết tất cả bản ngã mình mới cảm nhận được. Thì chư tổ giải thích rất là hay, tôi đọc rồi tôi rất là phục. Mà chư tổ giải thích, chư nói từ đầu tiên đó, chư giải thích đó là cái lối nhận định cái sự vật của mình như thế nào. Từ cái lối nhận định sự vật của mình đó, chư tổ mới từ cái đó chư tổ mới triển khai ra tại sao mà không hiểu được đó. Thường thường á, cái lối nhận định sự vật của mình là như thế này ha, là mình dùng mắt tai mũi lưỡi của mình ha, mình cảm nhận một vật và bằng con mắt mình thấy ha, bằng sự sợ chạm của mình ha, rồi bằng cái hơi hương của nó để mình đánh giá của nó ở cái vật này vật khác nó khác nhau mùi hương sao ha, rồi có những vật chẳng hạn như rau cải là phải nếm, tức là thường thường ta nhận qua những giác quan của mình. Khi mình nhận những giác quan rồi đó ha, thì cái ý thức nó mới câu khởi theo này, nó đi theo với thằng này ha, nó mới tạo trong tâm mình một cái biểu tượng đặc để cho thằng này là cái đó ha. Thằng thường cái đó nhận định mình đó, cuối cùng là thằng ý của mình sau khi mình cộng hết là cái ly nước này rồi như gì, ánh sáng như gì nó, tại nó không có mùi hương thôi, tức là cái ly nước phải là một dạng mặt sành, phải không có mùi hương, tức là xác định hết như thế đó đó, cái thằng ý thức mình nó mới tổng hợp những dữ kiện đó ha, nó mới làm cho mình thành một biểu tượng ha. Cái biểu tượng này đó, hãy mà ai nhắc tới cái biểu tượng này thì mình biết đó là cái ly nước mà mình đã kinh nghiệm qua những giác quan của mình ha, mắt tai mũi lưỡi thân thân, từ cái là cái cảm nhận của vị là như vậy, mà cảm nhận trong ý thức học nó nói vậy đó, tức là năm thức kia là nó nhận tính những đặc tính của đầu của giác quan mắt tai mũi lưỡi thân là sờ mó vân vân, thành ý thức ha, nó mới lấy hết tất cả những dữ kiện của mắt tai mũi lưỡi thân ha, bắt đầu đó tạo thành một biểu tượng trong tâm thức của mình. Dạ nó mới được hai, mà cái biểu tượng đó ha, mình tạm gọi nó là một vật tượng trưng hay một vật tượng trưng ha, thì lúc đó khi nó tạo thành biểu tượng trong mình á, thì bắt đầu nó mới trở thành nên cái chủng tử ha, mà để cho hiểu cái chủng tử nó dễ hơn ta đặt tên. Bản thể là nó là cái như mình sờ, mình thấy là như gì nhám gì đó, cái gì chứ thực sự nó không có là cái gì hết trơn, nhưng mà để được người ta mới đặt cái này. Có những người mặt như phải thấy như vậy, lỗ mũi ngửi như vậy, nếm như vậy và có những cái hình tượng như vậy thì gọi là cái nớp ha. Đặt tên thực sự ra, nếu mà không có người ta không có giao tiếp nhau để diễn tả một cái gì thì người ta không cần đặt tên, là tại vì tự người đó biết được rồi, không cần đặt tên chi. Nhưng mà bây giờ tôi có kinh nghiệm đó, tôi muốn nói cho người khác biết. Thành thử ra là tôi phải đặt tên ha, đặt tên ra cho nó những cái gì rồi kiểu mà mắt ta đi thì gọi là ly nước. Thì khi mà tôi nói ly nước, mặc dù không có ly nước trước mặt, thì cái người đối diện tôi tự động hiểu ha, thành ra cái mình hiểu thật sự đó là cái một cái biểu tượng ha, mà do mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cảm giác nó có kinh nghiệm được rồi ha. Đó là thằng ý thức á, muốn cho dễ hiểu ha, nó mới lấy hết cái biểu tượng đó và nó đặt một cái ngôn từ ha. Và khi mình có ngôn từ rồi đó ha, bắt đầu mình muốn diễn đạt cái gì mà nó không có trước mặt mình thì mình dừng giữ ngôn từ, mình mới kết lại ha, kết lại cái ngày tôi nói ông Phật ha, người ta chưa biết ông Phật mà nói ông Phật giống như là con người ha, mà đầu tóc xoắn ra mà dùng những ngôn từ con người người ta ai cũng biết ha, đầu tóc xoắn vậy thì áo bằng một cái rốt, một cái áo mà không phải áo giống cái gì, cái áo giống như cái gì mà người ta đã tưởng tượng được đó, là mình diễn tả những ngôn từ đó cho người khác suy tư, tức là dùng những biểu tượng mình có cấu kết một cách hợp lý ha, để cuối cùng người khác có thể mường tượng qua những cái đó, họ mường tượng được cái hình dạng đó là sao
thì lúc đó họ mới tạo thành trong người trong thức của đối diện một cái biểu tượng, một cái mình diễn tả, đó là cái đường lối mà mình hiện giờ mình đang giao thông để mình nói chuyện, là bắt buộc phải có những hình tượng đó, thì nó phải có cái biểu tượng thì bắt đầu mới trong thức mình mới diễn đạt được. Nếu mà biểu tượng nó không có thì không có cách nào diễn đạt được hết rồi. Bây giờ tại sao lý tưởng thức của diễn không hiểu? Là lý tưởng thức nói một cái điều, cái này tức là cái này. Hai biểu tượng bây giờ đang khác nhau, bây giờ nó nói giống nhau, thành ra tâm thức mình hoạt động được, tâm thức mình hoạt động được, và nó phải mỗi biểu tượng nó phải có đặc tính riêng, rồi diễn tả cái này thì mình hiểu cái này, diễn tả cái kia rồi mình hiểu cái kia, thì nó mới cấu kết thành ra ngữ ngôn, nó cấu kết thành một sự diễn tả. Bây giờ cái nào cũng giống cái nào, làm sao mình diễn tả? Lý do đó khi tương tức, khi mà nói tới lý tương tức thì tổ nó là một ấn chứng, một sự kinh nghiệm, không dùng một ngôn từ nào diễn tả được hết trơn, tại bởi vì tất cả các pháp nó đập giống thịt nhau hết, tất cả quý vị ở đây kể cả cái bàn, kể cả cái micro, nó là cái bông hoa thì chết rồi, nó là tức nhau, nó tức nhau, tức là cái này tức là cái kia, mà hồi nào tới giờ trí óc mình nó hoạt động là cái bông hoa là cái bông hoa, con người là con người thì mới diễn tả được. Ở Đức Phật ngồi ở đây bông hoa là cái trái, thì bọn mình mới có những ngôn từ đó, mình mới có thể mường tượng được cái vị trí của Đức Phật cũng như Đức Phật như thế nào. Bây giờ Đức Phật cũng là cái bông hoa nó thì làm sao mình diễn tả được nó? Thành ra mình nói là bây giờ mình muốn diễn tả Đức Phật ở đây bông hoa trái, mà Đức Phật đã là cái bông hoa làm sao diễn tả? Thành ra tôi nói lý do tại sao mà đi tới trạng thái tương tức thì các vị tổ sư đều bế tắc hết. Lý do hồi nào tới giờ là cái lối của mình muốn làm việc trong cái tóc mình được, mà làm việc được đó là mình phải có biểu tượng mà phải phân biệt cái này phải khác cái khác. Mà trong cái lý tánh không là cái lý mà Quan Nghiêm nó đã nói là thuộc về cái quán pháp quán thứ hai, thứ ba, thứ tư á, thì nó đã phá hết các cái biểu tượng để đồng nhất về tánh không rồi. Nhưng mà bên tổ Quan Nghiêm không chấp nhận cái đó. Tổ Quan Nghiêm nói đó, cái đó là dùng hết tất cả các pháp về một sự lý, tức là đem về một cái trung tượng. Còn cái này chư tổ muốn nói là nói các pháp, tức là pháp này là pháp kia, tức là mặt mình thấy á, chứ không phải là một cái lý nữa. Cái này như là nói cái này là tánh không thì mình có thể cũng dễ, thấy không? Thành ra bây giờ cái này là cái kia thì nói là khó, mà kinh thành của Quan Nghiêm là muốn nói với mình là cái này càng thể là cái kia, thấy không? Đó, thành ra muốn phá được cái này, muốn vượt qua cái này, thành ra phải phá hết tất cả biểu tượng luôn cái gì. Thành ra mục đích là Quan Nghiêm tam muội này đó, phá hết tất cả biểu tượng, cái gì nó có biểu tượng cũng bị trật, không có cũng bị trật, tức là không có biểu tượng tức là trong tâm cái gì có một cái biểu tượng nào đó mà không phải là cái này thì cũng bị trật, thấy không? Mà có luôn cả không có, không có cũng là một cái biểu tượng khác bây giờ đặt ra để mà nhờ hai cái bị phá hết rồi đặt một cái biểu tượng khác thì cũng bị phá luôn, thấy không? Tức là cái gì mà quý vị cho là có một cái gì đó trong óc quý vị có thể tưởng tượng được để mà dính mắt, để mà diễn tả một vấn đề là tư tổ phá hết, phải phá được cái rào cản này đó mới có thể thấy được cái giáo lý này. Từ khi mình phá được cả là mình tự nhiên có một lúc nào người ta nói là bừng ngộ lên thì mới thấy rằng hồi nào tới giờ trong tâm pháp mình toàn là mình chấp không à, cái rào cản nó phá nát hết trơn, thì lúc đó mới thấy rằng trong Đức Phật, trong một cái ly này nó chứa vô lượng vô biên pháp môn, vô lượng vô biên thế giới, vận dụng một cách tự tại nhẹ nhàng, cũng như với Phật hiện giờ thấy được tất cả cái đó mà thấy như thật mà mình không thấy, là tại vì mình dính mắc gì trong cái sự tâm phân biệt. Mà thiền tông á là đặc biệt nó chú trọng về cái vấn đề này, thành ra cái pháp 4 của Quan Nghiêm á, Quan Nghiêm chỉ giáo bầu nó nói là ngữ quán xong tuyệt ngôn. Tới giai đoạn đó ngữ ngôn sử dụng không được, tại vì không có biểu tượng để ngữ ngôn diễn tả rồi. Bao nhiêu cách quán, tức là bao nhiêu sự tưởng tượng của mình cho hình ảnh hành ra cái tâm thức mình, cái quán là gì? Cái quán là liên kết những biểu tượng để thành ra một cái gì mình diễn đạt. Cái mình quán vô thường, tức là mình thấy là vật này nó bắt đầu nó có rồi nó trụ nó mất, tức là thường thường trong cái quán đó là sự suy tư. Suy tư phải căn cứ vào biểu tượng, không có biểu tượng làm sao suy tư. Thành anh nói là cái anh thiền sư khi anh nhắc mỗi nói không được là trong tâm anh không có một biểu tượng không chết á. Thế mà anh muốn nói là phải dùng biểu tượng. Thành ra nó nói ngữ ngôn chắc mặt không có cách này nào mà trả lời hết. Cái trạng thái đó nó gọi là thái vô phân biệt tánh. Vô phân biệt tâm không có nghĩa là có những pháp nhưng mà mình không phân biệt. Cái pháp đó, nó không còn tồn tại trong tâm họ nữa. Cái cảnh giới của thiền tâm mà trong Quan Nghiêm nó nói đó, cảnh giới mà đắc độ của thiền tâm Quan Nghiêm đó là đứng đàn thứ tư, tức là sát chỉ là cái anh này này, sát anh này nè, sát anh Quan Nghiêm mà tâm muội tôi phát cái gì nè, cái bài này dài lắm, tôi chỉ lấy cái phần cuối cùng của
của Hoàng Nghiêm đó. Thôi tôi để vô thôi, thấy không ha? Đó. À, để mình hiểu được vấn đề là tại sao thiền sư đắc đạo rồi mà không cách nào họ diễn tả cho mình được hết trơn á. Họ chỉ phá thôi, phá mình thôi, thấy mình nhướng mắt thì họ phá cái nhướng mắt của mình thôi, cũng như ông này cũng đang phá mình vậy đó, thấy không? Bởi vì trong tâm họ không hề có biểu tượng nào, nên không có biểu tượng nào ràng buộc họ được. À, khi mình có một cái gì thì mình bị cái đó nó xiết mình. À, thì bởi vì khổ sở ra khổ và xét lại ngay cái đắc đạo mình đó, ba cái tâm mình nó nói vô chứng diệt vô đắc mới được hoàn toàn giải thoát, thấy không? Nếu trong tâm mình đó, nó có sự chứng sự đắc, tức là ngay sự chứng đắc nó có cái tình bực mình dính mắc trong cõi giới đó, mình không thoát được, thấy không? Thì ở đây cũng có một người chứng đắc hỏi đây, thầy Pháp Chánh nó là tầng đấy ông nói, à, thầy Pháp Quang giảng về Quan Nghiêm Tịnh Độ, vậy con xin phép những câu hỏi sau đây. Cõi tịnh độ của Đức A Di Đà và các cảnh giới của chư Phật, của chư Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm có phải là cõi sắc không? Hoa Nghiêm nó để diễn tả cõi Phật tức là vô lượng vô biên trang nghiêm vân vân, cái như cõi cực lạc là áo bát công đức thủy gì cây rồi thanh vô pha ly mã não mỹ là nó không thấy, thấy không? Cái gì nó cũng là tuyệt đẹp tuyệt hảo, mình nghĩa là vàng ngọc trân châu lưu ly, rồi nước tắm mình muốn lên tới ngực là lên, mình xuống tới rốn là xuống, thấy không? À, đi cái cảnh giới đó là cảnh giới gọi là cái là nó như là tùy tâm biến hiện mà nó đẹp vô cùng tận á. À, thì trong kinh nó nói là phải họ hỏi đó là phải là cõi sắc hay không. À, nếu không thì tại sao cõi cực là có ao báo chim nó được cảm giải thoát nó thanh tịnh thì đâu làm gì có mấy cảnh này. Có sen báo cây báo vân vân. Họ dẫn chính cõi cực lạc rồi họ nói là cũng như các cảnh giới của chư Phật Bồ Tát khác thì cũng có vân vân như vậy đó, thì như thế nào là sao giải quyết? Thưa thầy, nếu phải thì con có hiểu như thế nào? Hay giải thích thế nào cho người khác biết? Để chúng con không lầm lẫn cõi Phật cũng là những cõi sắc giống như những cõi sắc trong tam giới. Rồi, cái gì học bài rồi giờ trả lời sao đây nè. Thực sự thế này, muốn diễn tả một cái gì á cho quý vị hiểu đó, phải diễn tả trong những kinh nghiệm cái gì đã có. Thấy không? Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi diễn tả cái gì quý báu nhất thì đương nhiên phải nói với kim cương. Tại vì bây giờ trong thế gian này đều chấp nhận là kim cương là một cái gì nó báu nhất. Thấy không? Chứ mà tôi lấy cục đất tôi nói là cái này báu nhất thì quý vị không chấp nhận. Thấy không? Cái cảnh giới của chư Phật thực sự vượt ngoài cảnh giới mình, nó bao gồm hết cả những cảnh giới. Thấy không? Ví dụ như Phật đem cảnh giới đó mà nói với loài thú thì Phật sẽ nói khác. Bởi vì mà thú nó sẽ chấp nhận cái đẹp theo quan niệm của nó. Thấy không? Khi Phật thuyết cho quý vị đó thì Phật phải đem cái đẹp nhất, cái gì mà trong cái cõi như mình mà có thể chấp nhận mà đẹp nhất ra thì Phật diễn tả cái cõi giới của chư Phật. À, tại mình mới cảm thấy cái Phật đẹp rồi mình mới có cái sự ao ước mong muốn muốn lên cõi giới đó. Thấy không? Thì bây giờ mình trong cõi dục thì cái Đức Phật diễn tả cõi giới của Phật phải lấy kinh nghiệm trong cõi dục để mà diễn tả. Cõi dục mình nó chấp nhận là vàng bạc lưu ly pha lê bả não là những cái đẹp nhất. Thấy không? Đó, mấy con vật đó thì nó vàng bạc lưu ly bả não là nó coi như thường mà phải diễn tả cái khác. Thấy không? Mà đang diễn tả cho loài người đó là phải diễn tả cái đẹp nhất. Cô này nó thực sự cô này cái người hỏi này không biết là ông đàn bà mà không biết. Nhưng mà cô hỏi cái này thì thứ nhất á là có một cái sai lầm của cô đó. Là cô nói những cái đẹp đó là thuộc về cái đẹp của cõi sắc. Thực sự những cái đẹp mà Đức Phật tả đó, tả trong cái cảnh kinh A Di Đà đó là cây báo, quẻ báo vân vân là cái đẹp của cõi dục. Cõi dục. Thành ra trong kinh cõi dục á lúc mà nó tả cái cõi trời mà tha hóa tự tại á, nó tả y chang cái cõi cực lạc. Thành ra mấy vị mà tu về năm truyền á, họ nói Đức Phật A Di Đà là tha hóa tự tại thiên. Tại vì tại mình là có cây báo mấy dòng mấy lớp gì ao bát nước công đức gì, nghĩa là vàng làm đường gì, nó tả y chang vậy đó. Tha hóa tự tại thiên á, trong cái điển nó nói là cái cõi thiên lục dục, cõi thiên cũng là lục dục, tức cõi dục mình nè. Cõi dục mình nó có 6 cõi trời. Mà tha hóa tự tại thiên là cái cõi tiên cuối cùng. Cuối cùng cõi dục tức là cao nhất cõi dục, thành phước báo của nó có thù thắng nhất trong các cõi. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mới là cõi thiên thứ hai thôi. Mình nói là Hoàng Thượng Đế tức rồi Đế Thích á. Mình nói đây là mình nói Ngọc Hoàng này kia đó, này kia đó là Đế Thích thôi, mà ổng là nằm cõi trời thứ 6 nè. Trên cõi trời đó là 4 cõi trời nữa. Thấy không? Thành ra cái cõi đó là
nó như là cái phước báo thù thắng ha, cái thành ra cái bao nhiêu cái đẹp của dục á là trên khởi cội, là nó nhiếp hết, nó có hết ha. Thành ra lúc đó tôi ở với mấy thầy là Nam Tông á, thì mấy thầy Nam Tông nói là bản thân Nam Tông thì không tin A Di Đà, thấy mình cũng tin tưởng A Di Đà, thành ra mấy thầy Nam Tông mới dẫn kinh nó ra coi, đưa kinh đàng hoàng cho mình coi, nghe không? Nè, ông nói đây này, tả ra này, có ao được, có không được, đường đi bằng vàng, chung quanh ao báo mấy lớp gì ra, cây thì cũng có lá bằng cánh châu mà não pha lê cái là đầy đủ hết. Ông nói, nghe không? Mình học Phật pháp rồi cuối cùng mình đi vô cái cõi tha hóa tự tại là có dục là sao? Nghe không? Vì mình nên đi không nên đi? Ông mới nói gì tao không được kinh ông chứng minh mà. Nếu mà mình đi mà trong cái kinh điển nó đó tha hóa tự tại thiên hay là thiên ma, tha hóa tự tại thiên là thiên ma, tức là cái nó là cai trị hết tất cả cõi trời, từ người nào dục giới là nằm trong quy quyền của nó. Thành thử ra mà người tu á muốn vượt qua cõi nó lên cõi sắc, tức là